YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm. Mình là Mỹ Oanh. Nếu như các bạn là một cô nàng đam mê làm đẹp á và luôn tìm mọi cách để chăm sóc làn da hết mức á, thì chắc chắn không ít lần các bạn đã nghe qua về hai phương pháp Double Cleansing và Triple Cleansing rồi đúng không? Vậy hai phương pháp này là gì? Nên áp dụng phương pháp nào? Hay là mỗi phương pháp có những cái ưu và nhược điểm gì? Hãy xem hết video ngày hôm nay để biết đâu là phương pháp phù hợp với làn da của chúng ta nhé. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ phân biệt giữa Double Cleansing và Triple Cleansing là gì. Double Cleansing á, là phương pháp làm đẹp của phụ nữ Nhật Bản và cũng là cách duy nhất để làm sạch lớp trang điểm từ kim loại màu trắng dễ gây tổn thương da của những nàng Gisa. Với cái phương pháp này á, thì rửa mặt 2 lần hay còn gọi là làm sạch kép bằng cách sử dụng dầu tẩy trang hoặc là sáp tẩy trang và sữa rửa mặt. Dầu tẩy trang hoạt động dựa trên nguyên lý dầu hòa tan với dầu, giúp loại bỏ hết lượng dầu thừa cũng như lớp makeup trên da. Đồng thời thì lúc này làn da của bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và thẩm thấu các dưỡng chất từ các thành phần dầu thiên nhiên có trong sản phẩm. Tiếp theo đó chính là sữa rửa mặt sẽ quét sạch các cặn bã còn sót lại trên da để làm cho làn da của bạn được sạch sâu nhất. Ở phương pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều động tác massage khi dùng dầu tẩy trang. Điều này giúp kích thích tuần hoàn các mạch máu dưới da và giúp cho làn da của bạn được thư giãn. Nếu mà massage đúng thì các bạn còn hạn chế hình thành các vết nhăn vô cùng hiệu quả. Tới đây thì sẽ có một câu hỏi chắc chắn rất là nhiều bạn thắc mắc. Đó chính là chúng ta tại sao không dùng nước tẩy trang mà dùng dầu tẩy trang? Đơn giản là vì bụi bẩn sẽ kết hợp với bã nhờn, sẽ mang tính chất gốc dầu. Và bạn biết đấy, chỉ có mỗi dầu có thể hòa tan được với dầu thôi. Vậy nên nếu như chúng ta muốn làm sạch bã nhờn, bụi bẩn nằm trong lỗ chân lông thì chúng ta cần phải sử dụng tới dầu tẩy trang. Các sản phẩm rửa mặt gốc dầu sẽ làm sạch sâu hơn mà vẫn giữ hàng rào bảo vệ cho làn da tốt hơn. Oanh đã làm một video hướng dẫn cho các bạn cách dùng dầu tẩy trang rồi, các bạn nhớ xem link ở phần mô tả nha. Tuy nhiên là vẫn có một phiên bản nữa, thay vì chúng ta dùng dầu tẩy trang thì sẽ dùng nước tẩy trang, đặc biệt gọn nhẹ, nhanh chóng trong trường hợp các bạn chỉ trang điểm nhẹ hoặc là chỉ sử dụng kem chống nắng mà thôi. Vậy thì tại sao phương pháp Double Cleansing này vẫn làm sạch được mọi bụi bẩn? Thế thì phương pháp Triple Cleansing để làm gì nữa? Triple Cleansing là làm sạch da thông qua 3 bước. Đây là phương pháp cải tiến của người Hàn dựa trên phương pháp Double Cleansing và được phát triển bởi chuyên gia làm đẹp rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, Charlotte Chu. Cải tiến ở chỗ đầu tiên là sẽ sử dụng giấy tẩy trang để lau đi lớp trang điểm ở phần mắt và môi kỹ càng hơn. Thực ra thì ngày nay có rất là nhiều loại nước tẩy trang dành riêng cho mắt nè và cho môi nè, chúng ta có thể sử dụng cũng được nha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng dầu tẩy trang để loại bỏ đi lớp trang điểm còn sót trên mặt và nhũ hóa bằng nước. Cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch mặt một lần nữa. Đây là một phương pháp giúp tối ưu hóa các quy trình tẩy trang nhằm loại bỏ hoàn toàn những cái lớp trang điểm lâu trôi trên mặt hoặc là những cái vùng nhạy cảm như là mắt nè, môi nè, để cho làn da của chúng ta được sạch sẽ và tránh được những cái tác nhân hóa học từ mỹ phẩm. Để có thể áp dụng phương pháp này lâu dài thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp chăm sóc làn da, cung cấp độ ẩm cho da ngay sau khi rửa mặt một cách hiệu quả nhất. Vì càng làm sạch lâu, làn da của chúng ta sẽ càng dễ bị mất nước và khô héo. Nghe qua thì các bạn có thể thấy quy trình làm sạch bằng phương pháp Triple Cleansing sẽ cần nhiều thời gian và kỹ càng hơn so với Double Cleansing rồi phải không? Vậy thì ai nên dùng Double, ai thì nên dùng phương pháp Triple Cleansing? Double Cleansing sẽ áp dụng cho những bạn như sau. Sử dụng lớp trang điểm nhẹ nha, không sử dụng các sản phẩm quá lâu trôi như là mascara lâu trôi nè và son lì, mà chúng ta chỉ sử dụng kem chống nắng hoặc là trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, không có nhiều thời gian và những cô nàng lười biếng. Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là dành cho những các bạn có làn da nhạy cảm, nhờn mụn, vì đối với hai làn da này rất là dễ bị kích ứng và tổn thương. Nếu dùng quá nhiều sản phẩm làm sạch sẽ gây phản tác dụng. Triple Cleansing sẽ được áp dụng với những bạn trang điểm đậm nè, vì nó rất hiệu quả trong việc làm sạch đáng kể các lớp trang điểm rất kỹ, khó trôi và độ bám dính cao. Tuy nhiên, nhược điểm của khăn tẩy trang là chứa cồn và hương liệu nên không thích hợp với làn da nhạy cảm và nhờn mụn, có những tổn thương trên bề mặt da, cần phục hồi, da có nhiều nốt mụn sưng, viêm cũng nên hạn chế.
Mỗi phương pháp làm sạch đều có ưu và nhược điểm riêng. Về cơ bản thì phương pháp nào làm sạch cũng tốt, nhưng chỉ áp dụng đúng và phù hợp với da của mình thì mới thực sự hiệu quả. Hãy cẩn thận chọn cho mình phương pháp phù hợp để có một làn da sạch sâu toàn diện và không bị kích ứng. Hãy bấm subscribe kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm để có những cái cách chăm sóc da đúng chuẩn với chuyên gia nhé. Chào tạm biệt mọi người.